Hello, xin chào anh em, trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay là ngày 2030 rồi, cũng hết một cái năm cũ 2010, năm cũ 2019 rồi, chuẩn bị bước sang 2020 đối với lịch âm nha. Thì ngày mai là năm mới rồi, thì mình cũng xin chúc anh em, quý khách hàng cũng như các bạn một lời chúc dồi dào sức khỏe, thành công và làm ăn phát đạt và nhiều điều may mắn trong một năm mới sắp tới nha. Thì bên mình chuyên kinh doanh những cái dòng xe tải, xe bốn bánh cũ mới và có nhận tư vấn cho anh em về những cái giấy tờ liên quan đến xe bốn bánh, xe tải, xe ô tô. Nếu anh em có nhu cầu mua xe hay là tư vấn về cái gì về cái xe như là bảo hiểm, ngân hàng, lãi suất thì cứ liên hệ ngay với mình theo số điện thoại 0937965342 để bên mình có thể trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho anh em về các những vấn đề về xe, để một phần nào đó giúp cho anh em hiểu thêm về khi mua một chiếc xe cần có những gì và những cái gì liên quan đến chiếc xe, để giúp cho anh em một phần nào đó mình mua một chiếc xe tốt và chất lượng và cũng như là hợp lý về phần giá cả cũng như là giải đáp thắc mắc cho anh em. Đấy, thì năm mới thì rất là nhiều điều mình muốn chúc đến anh em. Thì cảm ơn anh em và quý khách hàng cũng các bạn trong cái năm vừa rồi đã luôn ủng hộ và xem những cái video của mình và ủng hộ kênh của mình và cũng như là giúp mình mua những chiếc xe để ủng hộ mình đó. Thì mình đang hiện tại kinh doanh rất là nhiều dòng xe nha anh em, từ Hyundai, Suzuki, Hino, nói chung là xe cũ, xe mới, xe gì cũng có, nói chung là miễn là xe bốn bánh là bên mình sẽ kinh doanh hết. Như anh em có nhu cầu gì cứ hãy nghe mình. Năm mới gửi lời chúc đến anh em và gia đình cũng như người thân của anh em dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn phát đạt, mã đáo thành công, tiền vô như nước nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video xe tiếp theo của năm 2020 nha. Rồi, xin chào anh em.